Rồi, chúng ta đã vào đến thành phố Vị Thanh rồi các bạn ơi. Bên trái chúng ta là kênh Sáng Sà No đấy. Còn đây là đường Trần Hưng Đạo. Ok, và bây giờ là 11 giờ rồi. Rồi, hay quá, nhớ trả căn cước, nhiều người quên, mình cũng quên luôn. Mấy lần đi lại phải gửi bưu điện về. Hay chào. Hay để chú tìm tiền lẻ đấy cũng được này. Không biết có đủ không? Có đủ không? Thừa nữa. Chú đưa từ 500 đúng không? Chú lấy căn cước rồi đúng không? Ừ, cảm ơn cháu nhé. Có cái cạc mà chú lấy số điện thoại được không? Để lần sau xuống. Rồi, cảm ơn. Tạm biệt Rạch Giá. Đấy, đây là một cái khu đô thị mới này, khu đô thị Phú Cường này cũng đẹp lắm các bạn ạ. Kiên Giang bây giờ đổi mới lắm rồi. Quê hương của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng mà. Ghé đây xem có cái gì nướng khói khói này xem ăn tí các bạn ạ. Cơm sườn à? Để xe đây rồi ăn rồi uống cà phê luôn được cái gì? Ờ. Cho giết cơm sườn nhá. Cơm sườn cái nào mới nướng cái này. Ờ, và cho dưa leo cà chua gì không? Có dưa leo cà chua gì không? Có dưa leo cà chua trong đó không? Ờ. Cơm sườn. Đây quán nào cũng lớn, đất rộng mà. Rồi uống cà phê xong ta sẽ đi hành trình Rạch Giá về thành phố Cà Mau. Gần thôi các bạn ạ, có 130 cây thôi, 124 km. Và mình sẽ chọn đi đường đường làng, đường quê. Đấy. Không biết có hay không. Tí nữa sẽ đi tìm. Không muốn đi quốc lộ nữa các bạn ạ. Cơm tấm cà phê xong rồi. Bây giờ đi thôi. Muốn nói một cái gì đó ở đây nhưng mà nhạc ghê quá, bản quyền là dính liền. Thôi, ra đường nói. Tạm biệt cà phê Thiên An. Đây là trung tâm đô thị Phú Cường các bạn ạ, một cái đô thị mới khá hiện đại của Rạch Giá. Bây giờ là ta đã ra đến ngã ba Rạch Sỏi rồi các bạn ạ. Chắc bây giờ phải dùng Google Maps để tìm đường thôi. Đấy, người ta nói là đi thẳng đấy, qua mấy cái huyện, mấy cái xã cũng hay, cũng lạ đấy. Chứ còn rẽ trái là về Sài Gòn đấy, về Cần Thơ rồi trên đó là có đường quốc lộ đi. Rồi, tìm Google Maps xem nào. Rồi, đúng là dẫn đi thẳng đấy. Đi thôi. Như vậy là 120 mấy cây thôi. 2 giờ 39 phút. À, cái phường Rạch Sỏi này, đây gọi là phường Rạch Sỏi các bạn ạ. Vẫn thuộc thành phố Rạch Giá. Như vậy là thành phố Rạch Giá này lớn quá lớn đấy. Kiểu này là lớn hơn Cần Thơ luôn đấy chứ. Mà đẹp, nhiều khu đô thị mới quá đẹp luôn. Có Google Maps là yên tâm rồi. Đây có biển chào này, thành phố Rạch Giá, hẹn gặp lại này. Đấy, tới đây là hết thành phố Rạch Giá rồi. Và cũng hết cái phường Rạch Giá rồi, à phường Rạch Sỏi rồi. Cứ thẳng đường thôi. Kia lại thấy bảng huyện Châu Thành kìa. Đấy, tỉnh nào cũng Châu Thành. Bây giờ là bắt đầu bước vào huyện Châu Thành. Huyện Châu Thành kính chào quý khách.
Đây là thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Đấy, một cái thị trấn là cũng rất là sầm uất. Và đặc biệt là cái hệ thống cửa hàng của điện máy xanh này, bách hóa xanh của Thế Giới Di Động này. Chỗ nào cũng thấy các bạn ạ, ở đây cũng có. À, đây Vị Thanh 47 km này. Mà có nên đi Vị Thanh không nhỉ? Vị Thanh 47 km. Nên Vị Thanh đi, ta ghé vào Vị Thanh trước các bạn ạ. Đấy, đây Vị Thanh còn 47 km nữa thôi. Rồi, chơi luôn. Không có lúc quay về không vào Vị Thanh được. Vị Thanh là trung tâm của huyện Hậu Giang đấy. Đi luôn các bạn ạ. Một tiếng nữa thì ta sẽ tới Vị Thanh thôi. Check in Vị Thanh. Quá hay. Tới đây là hết đất huyện Châu Thành, Kiên Giang rồi. Vừa đi qua cái cổng chào là huyện Châu Thành, Kiên Giang. Kính chào. Nhưng mà đây lại là huyện Rồng Riềng. Rồi, vẫn Kiên Giang các bạn ơi. Đây là huyện Rồng Riềng. Tưởng sang tỉnh Hậu Giang rồi nhưng mà chưa. Chắc phải qua cái huyện Rồng Riềng này thì mới tới Hậu Giang được. Huyện Rồng Riềng quyết tâm xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới. Tức là bây giờ các đồng chí là chưa đạt đúng không? Phấn đấu lên. Các bạn có để ý không? Đường quốc lộ rồi đường gì trong này cũng thế, là dọc đường quán cà phê cà phê nhiều lắm. Võng rồi là cà phê rồi là nó điện lắm. Đi xuyên Việt vừa rồi qua mấy cái tỉnh, mấy cái đoạn chỗ miền Trung không có một cái quán cà phê nữa. Đây là cầu Bến Nhất các bạn ạ. Cái tên là cũng hơi lạ lạ, Bến Nhất. Đấy, đi những con đường mới này nó hay lắm. Nhiều cái lạ, mới lạ, làm cho mình phấn khích một tí. Con đường này là cũng lần đầu tiên trong đời tôi đi đấy. Bên phải rất là nhiều dừa nước. Phải đi sang bên này xem cái cây số là à, cái cột cây số này xem thế nào. Như vậy đây là quốc lộ 61 các bạn ạ. Và tôi vẫn cứ tò mò là km 76 tức là quốc lộ 61 này nó bắt đầu từ đâu. Mà căn cứ vào cái cây số này 76 cây này khả năng nó bắt đầu từ Hà Tiên quá các bạn ạ. Từ Hà Tiên tức là cửa khẩu Xà Xía chẳng hạn. Thì về đây thì mới là 76 thôi. Chứ không biết nó xuất phát từ đâu nữa. Và đây tới Vị Thanh còn 35 cây nữa thôi. Khá gần. Đây là quốc lộ 61 nha các bạn. Các bạn nào muốn vượt miền Tây là nhớ nha. Từ Rạch Giá mà đi Vị Thanh là ta chạy quốc lộ 61. Thôi tiếp tục. Đây là cầu Đường Xuồng. Cầu Đường Xuồng, cầu nhỏ thôi. Cầu này mà cũng cờ quạt ghê quá nhỉ. Đấy, đường này cũng đẹp đấy. Đây là gì đây? Huyện Gò Quao rồi. Kính chào quý khách, huyện Gò Quao. Chết mẹ, Cần Thơ đi thẳng à. Bên trái này có cái chùa Miên các bạn ạ. Chùa Cà Nhung. Đấy, chùa Miên. Văn phòng có đầy đủ hết. Thông báo tuyển sinh lớp Khmer ngữ. Ghê quá nhỉ. Không biết chạy vào trong được không nhỉ. Đấy, có văn phòng ở nơi này. Là bộ máy mà. Đấy, có cái tháp. Thôi, ta tham quan thế thôi. Có cột cờ kìa. Cờ Việt Nam và cờ kia là cờ Phật. Thôi đi các bạn ạ. Chùa Cà Nhung, chùa Khmer đấy. Đây là huyện Gò Quao rồi các bạn ạ. Đấy, có bạn đồng hành. Lại cờ quạt rồi. Đây là cầu Sóc Ven. Sóc Ven nghe có vẻ Khmer đấy. Đây nhiều chùa Miên lắm các bạn ạ. Vừa nãy đi qua mấy cái nọng lớn hết.
Đây là Gò Quao nhá, vẫn của tỉnh Kiên Giang. Đấy, đi đường kia cũng được nhưng mà lại dắt vào cái khu dân cư mà điên thế nhỉ. Nhiều khi Google nó dắt là cũng theo mấy cái ông bạn nhân viên đi check in. Đây có con đường Hoa Phượng quá đẹp nè. Tháng 5 rồi, nghỉ hè rồi. Hoa Phượng nở là lúc các bạn học sinh được nghỉ hè. Đấy, đoạn này là rất nhiều hoa phượng. Tới đây là rẽ trái là đi Vị Thanh, còn có 15 cây nữa thôi. Hay rồi, rẽ phải là vào huyện Gò Quao. Huyện Gò Quao là của tỉnh Kiên Giang các bạn ạ. Vẫn là Kiên Giang. À, 95 rồi. Sắp tới Vị Thanh chưa em? 2-3 cây nữa. À, gần nhỉ. Xe lại được uống xăng nữa rồi, mình chưa được uống nước đây. Đây là một cái xã này, xã nông thôn mới Vĩnh Hòa, Hưng Nam. Trong này có du lịch sinh thái Cồn Ốc, phục vụ các món ăn đặc sản đồng quê à, ghê quá nhỉ. Tiếp tục hành quân. Định vào cái xã nông thôn mới này mà nhiều, thôi đi luôn thôi. Huyện Gò Quao, hẹn gặp lại. Đây là cầu Cái Tư. Hết Gò Quao rồi các bạn ạ. Qua cầu này là khả năng là tới Hậu Giang. Đúng rồi. Thành phố Vị Thanh này các bạn thấy không? Thành phố Vị Thanh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kính chào quý khách, rất tự hào là đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tức là được công nhận là huyện nông thôn mới đấy. À, giáp danh luôn, Gò Quao luôn. Thành phố Vị Thanh, kính chào quý khách. Đấy, con đường vào thành phố Vị Thanh cũng khá đẹp đấy. Còn khoảng 10 cây nữa thôi. Tức là đây là ngoại ô rồi, có bảng chào rồi, thành phố Vị Thanh kính chào quý khách rồi. Đây là vào đến ngoại ô của thành phố Vị Thanh rồi. Và cái kênh này này là chính là kênh Sáng Sà No này các bạn. Các bạn vào Google tìm nhá, kênh Sáng Sà No. Cũng có nhiều, cũng nổi tiếng đấy. Cái này là người Pháp đào lâu rồi. 100 năm rồi đấy. Đấy, biển đô thị này là chính là biển vào thành phố Vị Thanh. Rồi, chúng ta đã vào đến thành phố Vị Thanh rồi các bạn ơi. Bên trái chúng ta là kênh Sáng Sà No đấy. Còn đây là đường Trần Hưng Đạo. Ok, và bây giờ là 11 giờ rồi. Đấy, Hồ Sen. Chạy xe vào đây ngồi nghỉ thôi. Hồ Sen. Ở đây có dừa và đây uống trái dừa. Xin chào các bạn. Tôi đã tới thành phố Vị Thanh rồi các bạn ạ. Và hiện nay đang ngồi nghỉ uống nước dừa ở một cái hồ sen. Đây là một cái hồ sen ở ngay trung tâm của thành phố Vị Thanh. Và giữa hồ thì có một cái đảo này. Ngồi cũng rất là hữu tình, rất hay. Và sau khi uống nước xong thì tôi sẽ mời các bạn đi tham quan một vòng là thành phố Vị Thanh. Và sau khi tham quan thành phố Vị Thanh thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục đi về thành phố Cà Mau các bạn ạ. Ok, mời các bạn uống nước dừa. Nước dừa Vị Thanh không ngọt đâu. Trà Vinh, dừa Trà Vinh tôi đi nhiều nơi rồi nhưng mà dừa Trà Vinh mới là tuyệt vời. Rồi, nước dừa xong rồi, giải khát đã xong. Tiếp tục đi vòng quanh thành phố Vị Thanh. Đây là một cái hồ sen rất đẹp. Bên trái là thư viện tỉnh Hậu Giang. Đấy, Agribank như này. Mới rút tiền rồi chứ không có thì vào đây rút luôn. Đây là đường 30 tháng 4. Đấy các bạn thấy không?
thành phố nào cũng phải có con đường này. Bên trái chúng ta là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang. Đây cũng là con đường hoa này, tối thì chắc là đèn này đẹp lắm. Bến tàu du lịch Sà No. À, bây giờ có tàu du lịch chạy trên kênh Sà No nữa rồi. Phải vậy thôi, kênh này là kênh lịch sử mà. Các bạn tham quan thành phố Vị Thanh nhá. Đây có cái Copmart này. Đằng sau Copmart này là cái hội trường cũng lớn lắm đấy, 400 chỗ ngồi. Đã có lần làm sự kiện trong này rồi. Đấy các bạn thấy không, trên kênh tàu chạy kìa. Thành phố Vị Thanh kính chào quý khách. Bên trái lại là Vincom Plaza. Đấy các bạn thấy không, nó cùng mô hình, nó xây cùng một thiết kế mà. Chắc là cứ thế nhân bản lên. Một là xây dựng cái nhận diện thương hiệu, cái thứ hai là ông tiết kiệm. Đấy, cái tòa nhà chính, sau đó là một loạt các cái căn biệt thự liền kề, hai lầu, một lầu áp mái nữa, và trên là sân thượng. Đây cũng có thể gọi là đô thị mới của Hậu Giang. Giờ ta đi sang bên này là phố cũ này, phố cổ này. Rất nhiều vịt quay. Đây có một dãy tượng này. Ở đây kênh sáng Sà No mà. Đây và cái nhà thuyền này. Ôi giời, đi qua rồi, quên mất. Rồi ta tiến sang khu bên kia. Bên này có cái miếu đẹp quá các bạn ạ. Miếu ở cái chùa nhỉ. Quẹo nguy hiểm quá nhỉ. Đây là gọi là quan đế miếu à, chứ không phải chùa à. Miếu to thế nhỉ. Cái miếu đấy các bạn ạ. Voi. Miếu mà to mồ mè ghê. Trời ơi, thẳng trước mặt có một cái head Honda này. Rất tiếc là xe hôm nay tốt, không cần phải bảo dưỡng gì hết. Rồi, ta đi về thị xã Long Mỹ, cũng của tỉnh Hậu Giang các bạn ạ. Ta sẽ chọn con đường đi, không đi con đường quốc lộ ngoài kia, mà đi những cái con đường từ huyện này sang huyện kia.